Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thiếu vắng sân chơi cho học sinh, từ nhiều năm qua, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chủ trương mở cổng trường dịp hè nhằm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để tổ chức các hoạt động, duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, đội nhóm. Sân trường những ngày hè, vì vậy cũng nô nức tiếng nói cười của học sinh. Từ sáng sớm, sân trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Thanh Khê đã rộn ràng nô nức. Những trò chơi dân gian, những góc thư viện mở ngay tại sân trường thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Mùa hè của các em như được điểm tô thêm sắc màu vì được trải qua cùng bạn bè. Mùa hè là con sẽ tham gia những hoạt động là bóng đá, bơi lội, lên trường chơi cùng các bạn và chạy khắp sân trường để vui đùa đó cô. Rất là vui. Nhà trường với diện tích trên 12.000 m2 với khuôn viên xanh mát luôn sẵn sàng mở cửa đón các em đến sinh hoạt các câu lạc bộ như là bơi lội, phòng chống đuối nước, rồi nhà trường lại có sân bóng đá nữa, rồi các cái hoạt động như là đá cầu, đọc sách, đặc biệt là thư viện nhà trường thì thư viện mở, khuôn viên có khu vực vườn tuổi thơ và dưới các cái tán cây này thì các con có thể là phát triển văn hóa đọc. Bơi lội cũng là một hoạt động diễn ra xuyên suốt 3 tháng hè tại nhiều trường trên địa bàn thành phố. Các lớp học bơi có rất đông học sinh đăng ký. Toàn thành phố có hơn 78% trường tiểu học, 40% trường trung học cơ sở có hồ bơi và được thành phố đảm bảo kinh phí để tổ chức, triển khai dạy học bơi miễn phí cho học sinh trong mùa hè này. Sau một năm học căng thẳng, nhiều phụ huynh cũng quan niệm mùa hè là cơ hội tốt để con nuôi chơi, tăng cường các kỹ năng sống. Thì ưu tiên đầu tiên là môn bơi lội và môn bóng đá, thì môn bơi lội nó phù hợp trong thời tiết là rất là nắng nóng. Cũng sau thời gian dịch thì cũng các cái hồ bơi cũng bị đóng cửa, nay được mở lại thì cũng là giúp ích cho các con là coi như có một thời gian để mà giải lao sau thời gian thi cử cũng rất là căng thẳng. Cùng với việc trả lại nguyên vẹn 3 tháng hè cho học sinh, từ nhiều năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thực hiện chủ trương trường học mở. Nhiều câu lạc bộ như võ thuật, âm nhạc, cầu lông, bóng bàn được mở ra tùy theo điều kiện khả năng của từng trường nhằm tận dụng được cơ sở vật chất, sân bãi, phòng đọc để tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh, giúp các em có một mùa hè thật sự ý nghĩa, thiết thực. Thì các trường cũng sẽ tiếp tục việc đón các em học sinh trở lại trường tham gia các hoạt động mà nhà trường tổ chức nếu có. Còn nếu không tổ chức các hoạt động thì học sinh cũng có thể đến trường để đọc sách, để vui chơi. Và chúng tôi cũng đề nghị các trường học tạo điều kiện cho các em cũng như là phụ huynh nếu như mà phụ huynh cũng muốn tham gia các hoạt động cùng con em mình. 3 tháng hè là thời gian để học sinh, giáo viên tiếp thêm năng lượng chuẩn bị cho năm học mới. Những hoạt động vui chơi bổ ích, những khóa học kỹ năng thú vị ngay tại sân trường với bạn bè sẽ mang đến những ký ức đẹp để các em sẵn sàng cho chặng đường dài học tập phía trước.